Hôm nay buổi chiều tranh thủ lúc hết việc rồi mọi người. Đây. Mặt trời chuẩn bị xuống dưới. Mình đi sang ở chỗ cái chỗ này cấu này. Chỗ này xém nó dày hết rồi. Thì chỉ còn cái vùng này là thôi. Này. Chỉ đánh cái vùng này nha mọi người. Thì mình là đánh như thật nha mọi người. Đánh chơi như thật nha. Đừng ghé, đừng ghé. Đừng vùng mà cống nó. Đừng vùng cái cống sang ấy, đừng nổ một cống đúng không? Để nâng một lượng mặt cây, đưa mặt cây này. Ấy, ăn nó mọi người. Tạ tạ cái đấy. Đến hàng có hàng nha mọi người. Cái tàu cái tàu nha mọi người. Đến hàng chỗ này là chỗ cấu mọi hôm mình đọc cả liên tục luôn.
Ôi, ăn đó mọi người ơi. Cạn rồi đấy. Ôi, sảy đôi. Ôi, sảy đôi. Còn to quá, sảy đôi. Mặc cây sau cho nên không giật được mọi người ạ. Cả sảy mất rồi. Sảy còn to thôi. Tiếc quá. Con cá to là con cá sậy sao nhỉ? Ôi, ăn tiệm luôn ạ. Đáng lôi đấy. Lấy nào, lấy nào. Con này nhỏ thì dịnh. Con này nhỏ thì lì nó để dịnh này. Trời, cái này con to ấy, hỏng mất rồi. Ăn đi. Các bạn này, mình đỡ mong cô đi về đi. Trong cái quả này, bố biết hát được anh quý mắt. Cặp về mà. Về. Ê, hát đủ đi. Hả? Hãy tụ nó về. Hả? Hãy chọn nó về. Thôi chào mọi người nha, chơi tụi mất rồi đây. Đây, hai bộ con cánh thủ lục chiêu con hồn. Mọi người hẹn gặp lại mọi người đi chào sau nha. Hôm nay được hai con. Phải một con hươu.